Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre vừa bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ngôi nhà bỏ hoang thuộc ấp Tân Long 3, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ 5 đối tượng liên quan cùng một số tang vật gồm một bộ tài xỉu, số tiền trên 26 triệu đồng, 7 xe mô tô các loại. Bước đầu làm việc, các đối tượng khai nhận đã tụ tập đánh bạc với mức độ ăn thua từ 50.000 đến 300.000 đồng trên một lượt cá cược. Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1956, ngụ tại địa phương Nằm Cái. Công an cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Luận, 28 tuổi, trú tại thôn An Phú, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2 năm 2020 cho đến khi bị bắt, Luận tìm đến các cơ sở cho thuê xe tự lái ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng yêu cầu làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái. Khi đã hoàn thành các thủ tục và nhận xe, Luận liền nhờ một đối tượng quen trên mạng xã hội làm giả toàn bộ các giấy tờ cà vẹt xe mang tên Nguyễn Thành Luận rồi mang những chiếc xe này đến các tiệm cầm đồ lớn ở thành phố Đà Nẵng để cầm cố lấy tiền. Mỗi chiếc xe, Luận cầm với giá thành từ 350 đến 400 triệu. Tổng cộng trong vòng từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020, Luận chiếm đoạt được một số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trưa 15 tháng 4, biết rằng hành vi của mình không thể nào trốn thoát được, Luận đã đến phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tự thú. Thời gian gần đây, trên địa bàn Quy Nhơn, tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra các vụ việc có hành vi côn đồ uy hiếp các cơ sở kinh doanh của người dân trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự. Đây là hình ảnh chiếc tàu cá bất ngờ đâm vào bên hông của nhà hàng nổi ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn vào đêm 17 tháng 4, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Theo chủ nhà hàng, trước đó có đối tượng giang hồ ép buộc phải bán lại cơ sở kinh doanh này, nếu không sẽ chịu hậu quả. Trước đó, lúc 23 giờ 40 phút ngày 8 tháng 4, một đối tượng dùng sơn tạt vào quán cà phê Sơn Tùng trên đường Bùi Xuân Phái, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngay sau sự việc xảy ra, công an thành phố Quy Nhơn đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Tuy nhiên, các đối tượng chưa dừng lại mà tiếp tục có những hành vi manh động, liều lĩnh hơn. Rạng sáng ngày 10 tháng 4, một ô tô vào văn phòng kinh doanh của một công ty kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn bị nhóm thanh niên kéo đến dùng chất bẩn ném vào văn phòng và dùng gậy đập phá ô tô, vật dụng văn phòng. Cũng trong đêm 10 tháng 4, một nhà hàng hải sản ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn do anh Võ Hiền Sinh làm chủ cũng bị kẻ xấu tấn công. Trích xuất camera cho thấy một thanh niên mặc áo mưa màu xanh dùng bình sơn tạt vào cửa hàng. Tôi chỉ mong muốn là các cơ quan chức năng làm sao để mà có một cái biện pháp gì đó, biện pháp ngăn chặn nào đó để mà tôi có thể mở cửa kinh doanh hoạt động lại bình thường. Tại tới bây giờ tôi vẫn chưa dám mở cửa, tới bây giờ là đã 19 ngày rồi. Nhà nước cho phép mở cửa nhà hàng lại là hôm nay là hôm thứ tư, nhưng mà tôi lâu dọn tới giờ cũng 5 ngày 5 số ngày nên chưa hết và cũng chưa dám mở cửa. Các sự việc trên đang khiến người dân hoang mang bất bình về các hành vi côn đồ có dấu hiệu đòi bảo kê của một nhóm đối tượng lộng hành, xem thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.